Sau vụ việc lãnh đạo của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An ăn chặn gần 800 triệu đồng của các đối tượng tâm thần và neo đơn, thì câu chuyện về tiền chế độ tại nhiều cơ sở giáo dục hay là dạy nghề đã trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết. Những ngày qua thì nhiều phụ huynh ở trường mầm non Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã rất bất bình khi mà phát hiện các dấu hiệu cắt xén khẩu phần ăn của con em mình tại trường. Tìm hiểu của phóng viên VTC14. Nhập thực phẩm năm 2015-2016 của trường mầm non Xuân Phổ. Những con số bị tẩy xóa, khác màu mực. Trang ghi chép trong ngày đã bị xé mất và được thay bằng một trang mới với cùng một nét chữ và những chữ ký giả mạo của chính bếp trưởng Trần Thị Mai. Chứ có xé một tờ nào không? Lý do là sao? Thì vì sai, sai một chỗ phép phẩm không đi ngày tháng và đi đều sai là hàng. Sáng ngày 27 tháng 10, chị Trần Thị Thanh Thân và Phạm Thị Tuyết là hai phụ huynh có con em học tại trường mầm non Đức Phổ đã vào kiểm tra khẩu phần ăn của các cháu và phát hiện thiếu 3 kg thịt ngan, 4 kg đậu phụ và 6,9 kg thịt nạc cho bữa chiều. Cũng trong chiều 27 tháng 10, hai chị kiểm tra thấy nhà bếp đã nấu thịt cho bữa chiều nhưng lại không đủ số lượng. Sáng 28 tháng 10, các phụ huynh tiếp tục phát hiện thiếu 0,6 kg thịt gà và 1,5 kg thịt nạc so với thực đơn trong ngày. Tôi khẳng định 100% là không phải là hiểu lầm, đây là thực tế nhà trường cố tình vớt khẩu phần ăn của cháu này, chứ không phải là hiểu lầm nữa. Tại vì gần đợt phát hiện thì ăn các cô vừa nằm chơi để cho các cô còn ở mức các cô vừa có chế biến luôn, để mà nói là chưa chế biến kịp thì các cô phải hoàn sửa để chế biến nhé, trong khi chúng tôi để kiểm tra thì các cô mình chế biến ạ. Trước đó, tháng 9 năm 2014, chị Thân đã có 5 lần tới kiểm tra thực đơn của các cháu và thấy lượng thức ăn của các cháu ít hơn so với mức 10.000 đồng một ngày đã đóng. Dù có nhiều biểu hiện sai phạm, nhưng lãnh đạo trường mầm non Xuân Phổ vẫn có lý do để biện minh. Việc ăn chặn hay là ăn bớt khẩu phần ăn của học sinh mà phụ huynh đóng góp là ở nhà trường là hoàn toàn không có. Bởi vì cái đó là thuộc về cái đạo đức, cái lương tâm nghề nghiệp. Không thể ai có thể làm được việc đó hết. Hơn nữa là một cán bộ quản lý, là một hiệu trưởng chịu trách nhiệm đứng đầu nhà trường. Chưa bao giờ tôi chỉ đạo cái vấn đề là bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Đấy. Và như vậy là cái điều phụ huynh phản ánh về vấn đề bớt xén khẩu phần ăn của trẻ là hoàn toàn không đúng sự thật. Trong buổi họp diễn ra chiều ngày hôm qua, mùng 4 tháng 11, giữa ban giám hiệu trường mầm non Xuân Phổ, đại diện phòng giáo dục đào tạo Nghi Xuân và phụ huynh, kết luận cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Phụ huynh thì tỏ ra bức xúc, còn lãnh đạo trường vẫn cho rằng mình không có lỗi. Từ khi nghe cái báo cáo của đồng chí Hương thì cũng rất tiếc là hẳn khác với thực tế của hiện tại tôi đang nghe. Chúng tôi sẽ có ngay báo cáo với lãnh phòng mà chắc chắn sẽ có một cái kiểm tra để thẩm định là cái kết quả. Không những phân án bà chủ mà phân chi tiêu thu chi của nhà trường trong cái thời gian gần đây. Sau sự việc ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An thì những nhập nhèm khuất tất trong việc đảm bảo chế độ ăn cho trẻ mầm non ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh tiếp tục tạo nên những dư luận không mấy tích cực về sự minh bạch và trách nhiệm của những người có liên quan.